Người Mỹ thân thiện, hôm nay khá ấm, trời khoảng 27 độ C, tôi vẫn bận áo ấm, đi bộ đến bờ hồ gần nhà. Vừa đi được 3, 4 vòng, tôi gặp một cô gái Mỹ rất đẹp đi ngược chiều. Chúng tôi chẳng quen biết nhau, nhưng đã cùng mở miệng lời chào, hello, rồi cô ta như vẻ tò mò hỏi, bạn có biết tiếng Anh hay tiếng Mễ? Tiếng Anh. Bộ bạn không thấy nóng à? Nóng chớ. Nhưng mà tôi bị bệnh tim, tôi thích chảy mồ hôi. Mồ hôi sẽ mang theo chất độc mỡ và muối ra khỏi cơ thể của tôi. Ồ, thì ra thế, cảm ơn cô đã quan tâm và tôi có dịp trả lời câu hỏi của cô. Thế rồi chúng tôi vui vẻ chào tạm biệt và tôi đã quên hỏi tên cô ta. Nước Mỹ của tôi là thế trong suốt mấy chục năm ở đây, tôi chưa từng thấy một sự kỳ thị nào. Quý vị nghĩ thử coi, nếu có sự kỳ thị, chẳng bao giờ có một ông Mỹ đen như Obama được dân chúng bầu làm tổng thống đến 2 nhiệm kỳ. Nước Mỹ của tôi vĩ đại là thế. Tôi nói vĩ đại vì nước Mỹ cũng có cuộc nội chiến Bắc Nam giống như nước Việt Nam của tôi. Sau nội chiến, tướng Grant miền Bắc bắt tay tướng Lee thua trận dù họ chẳng cùng một dòng máu như dân tộc Việt Nam. Tướng Grant chẳng bắt một người lính nào của tướng Lee đi học tập cải tạo, còn cho phép sử dụng lá cờ miền Nam coi như thuộc về quá khứ, lịch sử. Tướng Grant còn cung cấp ngựa, tiền bạc, thức ăn để trở về quê nhà sinh sống. Tự nhiên mọi hận thù đều tan biến để cùng đoàn kết Nam bắc đưa nước Mỹ đến sự giàu có và hùng mạnh ngày hôm nay. Còn chế độ Việt Cộng đã bắt 1 triệu người anh em ruột thịt của mình vào những trại tù với danh hiệu lừa gạt, học tập cải tạo. Có người đã ở tù suốt 17 năm trời như tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Minh Đảo, có người ở gần 38 năm tù như anh đại úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Người ta nói, bè lũ Việt Cộng không phải là con người. Họ sống theo chủ nghĩa tam vô, vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc. Đừng bao giờ mong rằng họ có tấm lòng yêu Chúa, kính Phật, yêu gia đình, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu tổ quốc. Nếu họ biết yêu Chúa, yêu Phật, sẽ không bắt giam những linh mục, mục sư, những thượng tọa, đại đức, Phật tử. Nếu họ yêu gia đình, sẽ không có trường Trinh Đặng Xuân khu đi vòng mã cha của mình mà cầm roi quất vào mã dù cha mình đã chết vì tội làm địa chủ. Yêu đất nước, chế độ Việt Cộng sẽ không bắt giam hàng triệu quân dân. Cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, yêu đất nước, yêu đồng bào sẽ không có hạng người như Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Chuyên đi bắt giam những người yêu nước như chị Cấn Thị Thêu, chị Nguyễn Thị Tâm, anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư, anh Lê Trọng Hùng, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Anh Kim, anh Nguyễn Năng Tĩnh, anh Nguyễn Vượng. Nếu họ biết yêu tổ quốc sẽ không tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng của giặc Tàu. Họ cũng không sử dụng hình ảnh của mỗi một tên gián điệp giặc Tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh trên đồng tiền. Anh hùng liệt sĩ cứu nước và giữ nước trong suốt gần 5.000 năm họ đã vứt vào sọt rác. Họ chỉ thờ tượng tên gián điệp giặc Tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh mà thôi. Chế độ Việt Cộng họ không khác gì những tên giặc Tàu đang cai trị đất nước ta. Từ xưa, nước ta có những vị vua biết sống nhân nghĩa. Đánh tan giặc xong rồi còn cấp tàu thuyền, lương thực cho giặc trở về nước, chớ không bỏ tù như người lính Việt Nam Cộng Hòa bị hành hạ dưới bàn tay đẫm máu của chế độ Việt Cộng. Dân tộc Việt Nam, ai cũng đều nhớ đến lời của tiền nhân chỉ dạy, như cụ Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi đã nói, lấy trí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa diệt hung tàn. Nhớ cách đây chỉ vài trăm năm,
Vương quốc Champa độc lập và hùng mạnh, có thủ đô tên gọi là Đồ Bàn, có lãnh thổ hiện nay chạy dài từ tỉnh Quảng Bình cho đến Bình Thuận mà chúng ta gọi là dân tộc Cham. Vào năm 1377, lúc đó, do chế Bồng Nga cai quản đã đánh Việt Nam và còn chiếm luôn cả thành Thăng Long, Hà Nội bây giờ. Nhưng sau này chế Bồng Nga đã bị đại bại dưới thời vua Minh Mạng vào năm 1834, khoảng thập niên 1950. Nhạc sĩ Xuân Tiên đã sáng tác bài ca rất hay và rất nổi tiếng mang tên Hận Đồ Bàn với lời bài hát như sau. Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù, ngàn gió du muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù, và kêu xương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường. Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về, rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo, ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân, âm thầm hòa bày hận vong quốc ca. Người xưa đâu mà tháp thiêng cao đứng như buồn giàu, lầu các đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Đồ Bàn miền Trung đường về đây, máu như loang thắm chưa phai dấu, xương trắng sâu vùi, khí hờn căm khó tan. Kìa ngoài trùng dương, đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa, xa táp. Mơ bóng chiêm thuyền chế Bồng Nga vượt khơi, về kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù. Triền sóng xô muôn lớp quân chiêm tiến như tràn bờ, tiệc liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng Đồ Bàn. Dạ yến ban cung nữ dâng lên khúc ca về Tràm, một thời oanh liệt người dân nước chiêm, lừng ghi chiến công vang khắp non sông. Mộng kia dẫu tan cuốn theo thời gian, nhưng hồn ngàn đời còn theo nước non. Người xưa đâu mồ đắp cao hay đã sâu thành hào, lầu các đâu nay thấy trăng rừng xanh xanh một màu. Người xưa đâu, người xưa đâu, người xưa đâu. Có lẽ nhờ bài hát này làm người Chăm không còn hận thù dân tộc Việt nữa, vì được tự do ca hát thoải mái nên trở thành người Việt Nam dễ dàng, coi như dân tộc Chăm bị xóa sổ vĩnh viễn. Tôi viết bài này không phải chỉ đường cho hươu chạy hay chế độ Việt Cộng chạy. Tôi nghĩ tội ác chế độ Việt Cộng này đã chất cao đến đỉnh ngọn núi Everest rồi. Bây giờ mà dù có thay đổi, sử dụng trí nhân và đại nghĩa cũng chẳng ai tin, đã trễ rồi. Chỉ có một cách duy nhất là chế độ Việt Cộng phải bị sụp đổ mà thôi.